Buổi sáng ông ấy vệ sinh mất hơn 20 phút cơ. Không thấy. Hay mình sang xin nhà bà Toan? Không xin được bà Toan đâu. Hôm qua tao mới ké hộp thịt, mặt có vẻ không vui vẻ lắm. Bây giờ anh em sang xin, chắc gì mà thớt à? Thế lấy của anh Lâm không phải bà thớt à? Anh em xin trong nước khác. Sao Nhung cứ nhìn vào đây ấy nhỉ? Thì nó thích không lắm. Anh làm gì ở phòng anh Lâm đấy? Nói. Anh ấy không ổn em ạ. Không ổn? Anh bị làm sao ạ? Anh ấy bị ốm em ạ. Bị ốm ấy ạ? Thế để em vào xem anh có sốt cao không? Đang chẳng chuồng. Anh ấy thì đang tồng ngồng, còn em chưa chồng vào rất vô duyên. Tồng ngồng là thế nào ạ? Tồng ngồng tức là... Eo anh kinh đấy. Thế thì em mới không vào được. Bây giờ như này nhá, em mới nấu cho anh ấy cái nồi cháo, gấp lắm rồi. Không có anh ấy sắp lịm đi đấy. Đi đi. Mày lấy được không? Được. Tao có năng khiếu làm diễn viên đó. Có. Này, dạ. Cái áo tao vừa mới mua mày lồng thế doãn cái cổ ra là sao? Lồng xuống dưới. Vâng. À, anh ăn có vừa không ạ? Vừa. À, cái này em nấu thêm cả tía tô đấy ạ. Giải cảm tốt lắm. Sáng ra vừa có cháo ăn. Nhà có người quét. Quần áo có người phơi. Ngon. Cái trò này của thằng nào? Rửa đi. Rồi cầm cái kia về. Lần sau hết thì phải mở cái mồm ra. Đừng có làm cái trò đấy. Tụi nó quen tay đi. Biết chưa? Anh bảo mày. Anh bảo mày. Cầm đấy. Này. Mày cầm đấy. Mày cầm đấy. Hưởng thì thích hưởng cùng mà. Bắt một mình tao chịu à? Cầm đấy. Sau thì tự đi mà xin anh ấy nhá. Tao ăn một mình. Này. Này.